Phùng là gặp, mà trung phùng là see you again ở chụp ở sức cả. Trung phùng quấn quần, nghĩa là khi đi cái này, khi cái khác, khi cái kia, khi đi là vô địa ngục, rồi ra ngạ quỷ, rồi vô bàn sanh, rồi lên làm người, rồi lên trời đó, rồi là hết thuật báo lòng trời, vô địa ngục ngạ quỷ bàn sanh. Trung phùng quấn quần, Bồ Tát dù ba tâm lấn mật là sướng sống, mà ba tâm là nhau. Rồi nó ông tâm đâu mà để kêu ba tâm. Ai biết? Rồi dù ba tâm lấn mật là sao? Không biết là thấy chưa? Không biết thôi thầy. Thầy mai một thầy tùng. Thầy Bồ Tát dù ông tâm. Thì ba tâm biết thế là thì ông tâm. Ba tâm là cái lòng rộng rãi bao la. Ba tâm lân mật quyết trí sinh đồ tầng hữu tình. Hữu tình vô tình. Quyết trí sinh đồ tầng hữu tình. Toàn ái ân phú quý riêng mình. Thì biết rồi. Ái ân vợ đẹp con xinh này, phú quý là giàu sang sung sướng này, làm vua này, sắp làm vua này, mà chọn điều sống quan đến vô trụ là không chấp, không trụ trước, không trụ trước, nghĩa là tất cả cái thứ đó là đối với mình thì mình quý giá vô cùng, mình sung sướng lắm, nhưng mà ngài thì cho được thì đồng đồng. Tạm thời cho vui, không có gì mà đáng kể cả. Còn điều sống quang minh vô trụ là cái điều sống, cái lối sống mà rõ ràng sáng suốt, mà không chấp trước bằng cái gì cả, cái gì mà ai cũng đáng đồ, đáng thương, đáng giúp đỡ hết cả, minh vô trụ tìm hạnh phúc lâu dài đầy đủ, cùng quần thân hưởng phú yên lành, gặp tuần trăng lửa giữa lúc đêm thanh, rời cũng cấm băng thành tìm đạo thì hiệu quả rồi, khỏi về các nghĩa kia. Hiểu tình đất ra ngoài quyền sáo là sao? Quyền sáo. Thế nào gọi là hiểu tình đất ra ngoài quyền sáo? Mở lòng thương đại tạo bao la. Ai biết? Hiểu tình đất đặt ra ngoài quyền sáo là sao vậy? Quyền là đấy. Sáo là thôi là ra ngoài quyền sáo là sao? Ồ, nên như vậy là tụng mà không hiểu chứ cả gì. Hiểu tình đặt ra ngoài quyền sáo. Quyền sáo là như thế này nhỉ? Nghĩa là con thì phải nuôi cha nuôi mẹ, rồi lấy chồng lấy vợ, rồi đẻ ra con ra, rồi thì cứ như vậy mà nối dõi tông đường, mà xây lăng đắp mồ mà thế nào thế kia là quyền sáo. Bây giờ cách mạng nghĩa là bỏ tất cả những cái quyền sáo đó, nghĩa là không có theo cái thói tục, cái tập quán mà xưa nay bày ra con là phải phụng dưỡng cha mẹ đến già, rồi thì là cứ như vậy mà nối tiếp đời nào có đời kia, ra ngoài quyền sáo. Hiểu tình đặt ra ngoài quyền sáo. Quyền sáo là có gì đó, có quyền nào phải một đường chấp kinh đó. Quyền sáo là cái gì mà ai đời nào cũng cứ theo vậy, là con thì rồi cha rồi ông tổ tiên là cứ như vậy, rồi thì là cứ đời này chắc nổi qua đời khác. Ngài cắt đứt cái chuyện quyền sáo đó đi, mở lòng thương đại tạo bao la, thương tất cả mọi người, thương tất cả mọi loài, không thương riêng một nhóm người nào, một số người nào cả, đặc biệt cho một số người nào cả. Cái quyền sáo, cái quyền sáo là cái mà chưa bày thì nay làm, cứ như vậy mà tiếp tục là đẻ con ra, con lớn lên rồi đi học, rồi tiểu học, rồi thì là trung học, rồi đại học, rồi lập gia đình, quyền sáng. Bây giờ cách mạng đi, chúng ta làm theo
Tuyên sao đó Yến thân vui bạn với Yến Hà. Yến Hà, Yến Hà là sao? Yến thân vui bạn với Yến Hà. Yến Hà là người Huế ở đâu rồi? Ai là người Huế? Yến Hà, Hà là sông. Mà Yến là sao? Là Yến ngựa. Sao? Nghe ai nói chứ cả. Yên Hà là sao? Là ngồi yên á, gì sao? Yên thân vui bàn với Yên Hà mà cách nghĩ cũng được. Cái trời ơi. Yên này không phải là yên ổn đâu nghe không? À, yên này là? Núi. Là cái gì? Núi. Núi à? Khói. Sâu diễn là hút thuốc. Sâu diễn là hút thuốc à? Tiếng tao sâu diễn hút thuốc. Mà Yên Hà này lạc hà như cố vũ tề phi, thu thủy cầm trường thiên nhất sắc. Là sao? Lạc hà như cố vũ. Lạc hà là ký kì rainbow, cái mặt trời mà sấm sét mà nó chiếu lên trên đỉnh núi rồi nó lé lói những cái tia tia đó, lạc hà, lạc hà như cố vũ là vũ là một cái loài chim bự sư, mà cố vũ là không biết sao mà không biết con đực cái con cái gì đó mà hắn bay một mình thôi, lạc hà như cố vũ. Lạc hà là cái sân sẹp đó mà chiếu mà cái dòng chiếu là ở sau rằng núi đó là nó chiếu đó thì nó chim mà nó tắt tịch chưa chỉ dạng mà lạc hà cố vũ là một cái con chim mà lớn mà nó bay một mình, tề phi là nó cùng bay. Lạc hà đi như thế này thì cố vũ bay như thế này là hắn bay gấp mà về cái trời tối đó. Thì cái lạc hà bên này nó cùng là mau rồi chúng nó lim rồi tắt chân chân về mà yên này đó, yên hà là khói, yên là khói mà là yên hà là cái lạc hà đó mà như cố vũ tề phi là cái mặt trời mà sớm sệt rồi mà chiếu lé lói mà thấy những cái đường sáng sáng ra đó nhưng mà chớp nhoáng là nó biến dạng liền, nó mất liền, thành ra sĩ dạng là tịch chiếu rồi của Lê Trọng Nguyệt là có bài sĩ dạng mà ai biết đâu ở nắng chiều là sĩ dạng. Qua bên nước giữa lá hoa để chiều đỏ. Rồi, theo tiếng gọi lăng từ dục nhất, chiếc thân vui bàn với Yên Hà, làm bàn với Yên Hà với cái dân bầu đó. Một tiếng gọi, theo tiếng gọi lăng từ dục nhất, lòng từ, lòng thương xót, dục nhắc là ông phải đi cố gắng lên mà đi lên mà để mà cứu muôn loài, đừng có vui đau trong dục vọng. Lên yên ngựa cùng tôi xa nặng, biết rồi. Lướt bụi hồng hướng nẻo rừng xanh, lướt bụi hồng hướng nẻo rừng xanh. Thì mình tưởng tượng nhắm mắt, lướt bụi hồng ngựa phí là bụi hồng. Hướng nẻo rừng xanh đi về phía núi non sông gấm vóc thiên thành mà có cây hớn hở bao quanh đón chào Anoma sóng vỗ rạt rào dòng Anoma sóng nhấp nhô bờ lan xanh nhìn làn nước biếc thích ca ngài lòng vương bền thôi tôm lấy về để ta vui ăn vàng ta đã quyết định đào sáng
ai mãi vẫn còn nhớ ghi gương sáng ngời. Chúng ta từ đây nhìn theo đức tin từ bi. Thôi bây giờ khi mà là tuyết người lắng lắng, khi mà là ra núi khi mà tuyết người lắng lắng khỏi các nghiệp chúng ta, nơi đánh dấu bước đường lên thánh là bước đường người là bỏ trần lụy mà đi vào tìm rừng sâu núi tuyết mà đi vào, mà bước đường lên thánh là bắt đầu từ đó là đi dần để đường lên thành Phật thành thánh rồi. Dùng võ câu thả gánh tang bồng, thả gánh tang bồng, tang bồng hồ thị nam nhi đấy là cai quản rồi binh đồi rồi nước non rồi thì làm vua làm tướng đó. Và bây giờ đây là dùng võ câu thả gánh tang bồng, tang bồng, tang là dâu, bồng là cỏ bồng. Cỏ bồng dùng cái dấu, cái dấu là làm cái cung, rồi cỏ bồng đó là bắn cái tên đó đi, thì tức là tượng trưng cho chuyện vua chúa làm tướng làm quan làm tỷ dân tỷ nước. Bây giờ dừng bỏ câu thả gánh tang bồng thôi, cái chuyện là bỏ hết chuyện không không thèm lên ngôi vua mà không thèm mà quản lý hết cả một nước Ấn Độ, ca thì la về gì cả, không cần thiết mấy chuyện đó. Gửi lời về tấu trước bề rồng, tấu trước bề rồng của vua Tiền Phàm, cầu vương phủ dạy lòng trong đời, đừng trong đời về nè, con mà tìm không ra đạo cả để cứu mình cứu người thì thà chết chứ không bao giờ trở lại hoàng cung đó. Gợi lời về tấu trước bề trong cầu vương phủ dạy lòng trong đời, rừng khổ hành lân do bước tới, xét hành nhân liều nhiều lầm lội nhiều phương. Xét hành nhân là những người tu hành trong rừng khổ hành đó, nhiều cách tu lối thôi lắm, ví dụ đứng một co đứng một chứng mà đứng mãi đứng hoài hoặc là lầy sụp lầy lầy liên tu bất tận, hoặc là ăn một hột mè một hột đầu mà sống như thế nào. Cho nên xét hành nhân là người tu hành ở trong cái rừng khổ hạnh đó, lầm lội nhiều phương, nhiều cách lầm lội lắm, là chịu màn trời chiếu đất, chịu khổ lụy vô cùng. Hành kỳ đặc hồi đầu vội, hành kỳ đặc đứng mà có sinh một chứng mà làm gì vậy, mà làm sao mà thành Phật được. Thành hành kỳ đặc, kỳ đặc đặc thù mà kỳ quái kỳ khôi hồi đầu kết quả là không đi đến đâu.